Hello anh em, chào mừng anh channel của mình nhé. Ok, mình bắt đầu từ game đầu tiên này. Zombie. Ok, mình sẽ chơi đêm hơi em nhé. Ok, bắt đầu nào. Một em bé đầu trọc các bạn ạ. Mình sẽ phải chăm sóc em bé này. Mình sẽ đi chuẩn bị một bữa ăn cho nó. Ok, mình sẽ phải lên ghế này lấy ngôi sao nhé các bạn nhé. Đây rồi, ngôi sao đây rồi. Ok, trang trí lên cái thông này thế nào. Ô, con gà của tôi. Trời mắt rồi các bạn ơi. Ui, mấy mình còn dập lửa kịp ấy. Tí thì chém mất con gà. Mấy đâu nhỉ? Wow, mấy bé thơ ở đây rồi. Ngồi đây. Wow, em bé được quần áo mới không? Sao lại rơi nhỉ? Ok, mình sẽ bắt cái xe gà đi nhé. Ôi giờ mắt. Giờ mắt con gà các bạn ạ. Mày cho bếp này. Em bé xuất hiện này. Ok, mình sẽ phải lấy em nghe ra để cho nó lấy. Đâu rồi? Rơi chân mình các bạn ạ. Ok, cùng tối bữa tối nào. Ok, mở những hộp quà này lên nhé. Rất nhiều quà luôn.
đồ chơi ấy cười luôn các bạn ạ. Quay máy nha, mình sẽ chuyển cái tựa game tiếp theo nhá. Chưa đuổi theo quả bóng nhé, chứ ok, cuối cùng lấy được quả bóng chưa. Wow, có chuyện gì đang xảy ra với nhau hàng xóm vậy? Mình nghe tiếng trẻ con khóc các bạn ơi. Ông hàng xóm đang làm gì? Để mình lại xem nhé các bạn nhé. Rơi mất rồi. Mình sẽ phải nhảy lên nhé các bạn nhé. Cuối cùng lên được. Mình sẽ lấy bước chân nhìn xuống. Một chiếc chìa khóa
Tiếp theo là màu vàng nhé. Hình như ông ta đang ở đây. Chúng ta đang chạy ra đây. Mình sẽ đợi ông ta vào nhà. Ông ta đang tập thể dục đi. Okay. Mình cứ chuyển qua tự nhiên tiếp theo nha. Có đồ đen tối hay các bạn ạ. Thank you.
Run.
Like cho mình nhé. Thank you.